Xin chào anh chị, thì em lên thêm cái mẫu kính gấp, lão gấp Nhật anh chị ha. Cái này đi kèm hộp đựng như hình này. Đó, anh chị để vào đeo đút túi quần hoặc là để túi sách rất là tiện lợi anh chị ha. Cái này thì các anh mặt bé mặt to đều đeo được. Cái này nó là bản lề mở. Đó. Cái này là bản lề mở. Đó. Cái phần bản lề này nó có thể nối ra được này. Đó, nên là các anh mặt 14 hơn 14 vẫn có thể đeo được anh chị ha. Cái bộ bàn lề mở này mặc nó sẽ nó rất là ok, nó hẳn biển lại mở ra thì mặt vừa mặt nhỏ đều đeo được. Với ngang kính của nó đang là 13 nhưng nó có thể mở lên đến 15 nên cả anh mình 15 đeo cũng không hề khó chịu anh chị ha. Nó sẽ mở, nó không sẽ không bị áp sát vào thái dương khi đeo. Bởi bàn lề nó mở ra. Đó, mình kéo ra dạng rút anten, đi đâu cầm đi rất là gọn anh chị ha. Cái này thì phù hợp mình để vào túi quần, túi áo thoải mái, không lo bị vỡ hay bị gập kính nhỉ. Anh chị nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo chứ 0902277552. Em cảm ơn.